Cô chào tất cả các em. Tiết toán ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc. Mục tiêu bài học ngày hôm nay các con sẽ cần nhớ: một, nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc; hai, nhận biết độ dài đường gấp khúc; ba, biết tính độ dài đường gấp khúc. Chúng ta cùng tìm hiểu bài nhé. Bây giờ trên màn hình cô có đoạn thẳng AD. Trên đoạn thẳng này cô chấm thêm hai điểm là điểm B và điểm C. Vậy bây giờ cô có bao nhiêu đoạn thẳng nhỏ? Cô có 3 đoạn thẳng nhỏ là đoạn thẳng AB, BC và CD. Bây giờ các con hãy quan sát. Cô di chuyển các đoạn thẳng nhỏ này thành hình như sau. Lúc này nó không được gọi là đoạn thẳng nữa mà gọi là đường gấp khúc ABCD. Các con hãy đọc lại theo cô: đường gấp khúc ABCD. Khi đọc tên đường gấp khúc, các con nhớ đọc theo thứ tự nối tiếp từ trái sang phải. Đường gấp khúc ABCD gồm các đoạn thẳng AB, BC và CD. Lưu ý, các đường gấp khúc gồm hai hay nhiều đoạn thẳng nối tiếp nhau và các đoạn thẳng không thẳng hàng với nhau. Ngoài các đường gấp khúc ABCD cô vừa giới thiệu, cô sẽ cho các con xem thêm một số hình ảnh đường gấp khúc khác. Đầu tiên, cô có đường gấp khúc ENNB. Đường gấp khúc này gồm hai đoạn thẳng, đó là đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NB. Tiếp theo là đường gấp khúc ABCDE. Đường gấp khúc này gồm có 4 đoạn thẳng là đoạn thẳng AB, BC, CD và DE. Còn đây là hình được tạo bởi các đường gấp khúc khép kín. Vậy các con đã nhận biết được đường gấp khúc. Để tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào? Mời các con cùng theo dõi tiếp nhé. Cô có đường gấp khúc ABCD. Cô đo đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng BC dài 4 cm, đoạn thẳng CD dài 3 cm. Để tính được độ dài đường gấp khúc ABCD ta làm thế nào? Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD. Vậy cô có phép tính như sau: 2 cm cộng 4 cm cộng 3 cm bằng 9 cm. Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD dài 9 cm. Ta kết luận độ dài đường gấp khúc là tổng độ dài các đoạn thẳng trên đường gấp khúc. Như vậy các con đã nhận biết được đường gấp khúc và biết cách tính độ dài đường gấp khúc. Để củng cố kiến thức, các con hãy làm các bài tập sau nhé. Bài tập 1: nối các điểm để được đường gấp khúc có hai đoạn thẳng. Bài tập 2: tính độ dài đường gấp khúc theo mẫu. Để tính được độ dài đường gấp khúc MNBQ gồm các đoạn thẳng có độ dài như sau: đoạn thẳng MN dài 5 cm, đoạn thẳng NB dài 3 cm, đoạn thẳng BQ dài 6 cm. Để tính độ dài đường gấp khúc MNBQ ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng MNBQ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con giải bài toán này. Để giải được bài toán này ta làm 3 bước. Bước 1, đầu tiên các con sẽ viết lời giải độ dài đường gấp khúc MNBQ là.
Bước 2, các con sẽ viết phép tính. 5 cộng 3 cộng 6 bằng 14cm. Các con lưu ý, trong phép tính bài giải, các con không ghi đơn vị kèm theo nhé, mà chỉ ghi đơn vị ở phần kết quả. Bước 3, các con sẽ viết đáp số 14cm. Bài tập, các con sẽ dựa ở bài tập A tương tự làm bài tập 2B nhé. Bây giờ chúng ta bước qua bài tập 3. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ, tính độ dài đoạn dây đồng đó. Các con hãy quan sát hình này, được tạo bởi đường gấp khúc khép kín. Và để làm bài tập này, các con có hai cách tính. Cách thứ nhất, các con có thể tính tổng các độ dài đoạn thẳng. Cách thứ hai, từ phép tính tổng các số hạng bằng nhau có thể chuyển thành phép nhân. Các con, cảm ơn các con đã theo dõi và nhớ làm bài tập gửi lại cô nhé. Thân ái, chào tạm biệt các em.